Xin chào, chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây. Trực tiếp Việt theo với Hougang United 17 giờ ngày 30 tháng 6. Thưa quý vị, đại diện của Việt Nam sẽ bước vào cuộc chiến quyết định tầm vé đi tiếp với Hougang United các nhà đương kim vô địch V-League Viettel FC đang thể hiện phong độ ấn tượng tại đấu trường AFC Cup 2022. Đức Chiến và đồng đội đã có hai chiến thắng liên tiếp trước các đại diện của Lào và Campuchia để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, sẽ chỉ có một đội đứng đầu bảng mới có vé trực tiếp góp mặt ở trận bán kết khu vực Đông Nam Á. Hiện tại đối thủ của Viettel trong trận này là Hougang United, cũng có 6 điểm sau hai trận đấu, tuy nhiên phải xếp vị trí 2 do kém hơn chỉ số phụ. Chỉ cần có điểm trong trận này, đội bóng ngành quân đội sẽ chính thức góp mặt ở bán kết. Tuy nhiên, Viettel đang quyết tâm có được 3 điểm để khẳng định sức mạnh tuyệt đối của mình. 17 giờ ngày hôm nay, tại lượt 3 bảng Y AFC Cup 2022, trên sân vận động thống nhất diễn ra trận đấu này. Công ty cổ phần viễn thông FPT, truyền hình FPT và FPT Play mới đây đã chính thức công bố là đơn vị nắm giữ bản quyền phát sóng AFC Cup 2022. Vì thế quý vị có thể theo dõi trận đấu giữa Viettel với Hougang United trên các kênh phát sóng của FPT Play. Đội hình dự kiến của Viettel Quang Thế Tài, Trương Văn Thiết, Abdul Duminov, Gelven Magno, Bùi Duy Thường, Đức Chiến, Hoàng Đức, Polo, Mạnh Dũng, Trần Danh Trung. Thống kê đáng chú ý, trận Viettel gặp Hougang United. Viettel tháng 3 hòa 2 trong 5 trận gần nhất. Hougang United tháng 3 hòa 1 thua 1 trong 5 trận đấu gần nhất. Hội luyện viên trưởng Petri không kịp khỏi để chỉ đạo Viettel ở trận đấu tối nay. Hoàng Đức, câu lạc bộ Viettel sẽ thay đổi lối chơi, sẽ đá đẹp để hài lòng người hâm mộ. Thưa quý vị, phát biểu trước thềm lượt trận hạ màn vòng bảng AFC Cup 2022, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức khẳng định rằng câu lạc bộ Viettel sẽ thay đổi lối chơi và cố gắng giành kết quả tốt nhất. Chiều ngày 29 tháng 6 diễn ra buổi họp báo trước thềm trận lượt cuối cùng vòng bảng AFC Cup 2022, tiền vệ Hoàng Đức của Viettel hiểu rõ người hâm mộ đội bóng áo lính cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam rất kỳ vọng vào đội. Anh thừa nhận màn trình diễn của Viettel ở trận vừa qua chưa thực sự ấn tượng và quyết tâm thay đổi ở trận gặp Hougang United. Sau hai trận, người hâm mộ có những bình luận chưa hài lòng về câu lạc bộ Viettel. Chúng tôi sẽ thay đổi lối chơi, sẽ đá đẹp, làm hài lòng những người đã luôn cổ vũ đội bóng, Hoàng Đức chia sẻ. Tiếp đến, tiền vệ 24 tuổi đặt mục tiêu tiến xa tại FC Cup 2022. Đây là trận đấu quan trọng cạnh tranh vị trí nhất bảng để đi tiếp. Toàn đội bước vào trận đấu với quyết tâm cao, danh tặng chiến thắng cho người hâm mộ nước nhà cá nhân tôi luôn ra sân với tinh thần cao nhất hướng tới mục tiêu đó là vượt qua vòng bảng. Áp lực là điều luôn có và biết cách gỡ bỏ áp lực theo từng thời điểm. Tôi vào sân với tinh thần quyết chiến và cố gắng để ghi bàn kết thúc vòng bảng. Giải năm ngoái toàn đội chơi tại FC Champions League, tôi đánh giá hai giải sự tranh lệch khác biệt. Đối thủ đến từ Hàn Quốc, Thái Lan rất chất lượng. So với giải này rất khác, họ khẳng định được tài năng và có cầu thủ chất lượng đến từ các đội bóng hàng đầu. Giải AFC Cup, các đội mang đến lối chơi khác biệt, nhưng tôi luôn đánh giá AFC Champions League cao hơn. Toàn đội sẽ cố gắng để có kết quả tốt nhất. Tương tự huấn luyện viên Đặng Thanh Phương cũng đặt mục tiêu cùng câu lạc bộ Viettel giành 3 điểm. Trận đấu tới toàn đội tiếp tục duy trì phong độ, cải thiện những điểm chưa tốt như khả năng dứt điểm và kết hợp. Chúng tôi có sự chuẩn bị tốt nhất để thi đấu và giành kết quả thuận lợi. Với giải đấu ngắn, việc sử dụng tối đa các cầu thủ là điều rất khó, tùy theo sức khỏe, phong độ, chúng tôi sẽ sử dụng các cầu thủ tốt nhất. Chúng ta phải tập trung để sử dụng sức trẻ, có phong độ cao, sử dụng thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất, đó là mục tiêu của Viettel, huấn luyện viên Thanh Phương nói. Trận đấu giữa Viettel và Hồ Gang United diễn ra lúc 17 giờ ngày 30 tháng 6 trên sân Thống Nhất. Hiện tại đại diện Việt Nam dẫn đầu bảng khi hơn đối thủ về hiệu số phụ. Ở trận này, Viettel chỉ cần ít nhất một điểm là chắc chắn đi tiếp với tư cách nhất Bản. Vì sao Quang Hải chỉ ký hợp đồng 2 năm với POFC? Thưa quý vị, nhiều người tỏ ra thất vọng khi tờ Lơ Quýp khẳng định Quang Hải chỉ ký hợp đồng 2 năm kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm với POFC. Thông thường một cầu thủ trẻ và giàu tiềm năng sẽ được các câu lạc bộ châu Âu trao những bản hợp đồng có thời hạn 4 đến 5 năm, thậm chí nếu câu lạc bộ đánh giá ngôi sao đó tiềm năng lớn, họ sẵn sàng ký hợp đồng thời hạn 6 năm với cầu thủ. Tuy nhiên trong trường hợp của Hải tại PFC, anh không phải tân binh duy nhất chỉ ký hợp đồng ngắn hạn với câu lạc bộ miền Nam nước Pháp ở kỳ chuyển nhượng hè 2022. Chính sách 2 cộng 1 từ cuối tháng 5, POFC chia tay và tuyển mộ nhiều tuyển thủ trên thị trường chuyển nhượng. Trước khi Quang Hải cập bến POFC, đội bóng của leader đã chiêu mộ 7 cầu thủ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022. Henry Savers, thần đồng một thời của bóng đá Pháp, ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với POFC. Cựu Sao và Newcastle được cho là đối thủ cạnh tranh trực tiếp lớn nhất với vị trí của Quang Hải. Mons Barcelona, tuyển thủ quốc gia Congo cũng đến Po theo dạng chuyển nhượng tự do từ câu lạc bộ hạng dưới Bastia Bogor. Người ghi 9 bàn và có 6 kiến tạo ở giải National cấp độ hạng 3 của bóng đá Pháp cũng chỉ ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với POFC. Những tân binh khác như là Jean Ries, cầu thủ đến từ FC Sion của Thụy Sĩ, hay là tiền đạo trẻ Wallis Jamoni chuyển đến từ sochaux, trung phong Marin Jones, Lausanne, Sport Thụy Sĩ, hay là Eddie Simmetry, Standard The League B đều ký hợp đồng 2 năm với câu lạc bộ kèm điều khoản gia hạn 1 năm. Đây đều là những cầu thủ chất lượng nếu so về mặt bằng chung của Leader. Ngay cả đội trưởng hiện tại của POFC, Anthony Barcis, cũng chỉ được ban lãnh đạo câu lạc bộ gia hạn hợp đồng thêm 2 năm đến tháng 6 năm 2024. Ngoại lệ duy nhất trong dàn số tân binh kể trên của Po đó là hậu vệ trái Diadine Abji, chuyển đến từ York United FC Canada. Cầu thủ 23 tuổi khiến Po FC phải chi khoảng 50.000 đô phí chuyển nhượng. Ngôi sao của đội U23 Canada được giới chuyên môn đánh giá cao về tiềm năng, nhưng anh cũng chỉ ký hợp đồng ban đầu có thời hạn 3 năm với Po FC lý giải về chiến lược chỉ ký hợp đồng ngắn hạn với cầu thủ của POFC, nhà báo Florent Vautier cho biết, câu lạc bộ nước Pháp luôn tôn trọng trạng thái sẵn sàng làm mới nhân sự. Họ đặt mục tiêu trụ hạng nên mỗi mùa giải thường có rất nhiều biến động nhân sự. Nhà báo của France chia sẻ rằng, mùa hè này là một ví dụ có rất nhiều cầu thủ mới cập bến câu lạc bộ. Nếu ký hợp đồng 4 5 năm với cầu thủ, Po FC có thể gặp khó trong trường hợp câu lạc bộ giới hạng leader hoặc vướng rắc rối tài chính. Những bản hợp đồng có thời hạn 2 hoặc 3 năm được cho là giúp cả cầu thủ hoặc đội bóng dễ đưa ra những quyết định về tương lai. Sau khi mùa giải 2022-2023 kết thúc, nếu cầu thủ chơi tốt và có ý định ở lại câu lạc bộ, họ có thể gia hạn hợp đồng thêm. Nếu họ muốn rời đi, mọi chuyện cũng đơn giản hơn. Cơ hội của Quang Hải Tất nhiên, bất kỳ chiến lược chuyển nhượng nào cũng có hai mặt. Việc POFC FC chỉ ký hợp đồng ngắn hạn với các ngôi sao khiến họ có thể thu về số tiền chuyển nhượng lớn nếu cầu thủ tỏa sáng và được những đội bóng lớn hơn quan tâm. Thực tế trong lịch sử của mình, poFC không phải câu lạc bộ giỏi đào tạo và bán cầu thủ cho những đội bóng lớn khác. Theo thống kê từ Transfermarkt, PoFC chỉ mới bán được hai cầu thủ có giá chuyển nhượng cao trong lịch sử. Mùa hè 2004, họ bán tiền vệ Juni Skowik cho AS Dynamon của Thụy Sĩ với giá 300.000 euro. Phiên trời hè 2018, Pro FC thanh lý tiền đạo Amadokis cho Fortuna Sistat. Câu lạc bộ khi đó chơi giải vô địch quốc gia Lan với giá 160.000 euro. Các bản hợp đồng còn lại của POFC đều chủ yếu đến và đi theo dạng tự do hoặc là có phí chuyển nhượng không quá 50.000 euro. Đó là chuyện xảy ra với những câu lạc bộ nhỏ của Liga và luôn đặt mục tiêu chủ hạng, nhà báo Vautier đánh giá. Tôi cho rằng chiến lược chuyển nhượng của POFC chính là cơ hội để hải đá chính trong thời gian tới. Bà lãnh đạo POFC sẽ không ký với cầu thủ Việt Nam nếu họ tin rằng anh ta không đủ khả năng ra sân. Bản thân lãnh đạo POFC thừa nhận chiến lược đặt niềm tin vào các tân binh vô danh của câu lạc bộ. Mùa này chúng tôi phải có sự cởi mở hơn để đặt cược vào mùa giải vào việc tuyển chọn cầu thủ. Phó chủ tịch câu lạc bộ Joe Lopez nói với trang báo địa phương. Nó giống cách chúng tôi đưa Victor Lopri từ giải National hay chiêu mộ Quentin Dobbin với hợp đồng chỉ có thời hạn 1,5 năm. Ông Lopez khẳng định, chúng tôi không thể chiêu mộ nhiều những cầu thủ đắt đỏ hay nổi tiếng, những người thi đấu khoảng 200 trận ở Đó không phải là cách làm của một câu lạc bộ có tiềm lực khiêm tốn như Paul. Vitaly Lopri nằm trong số những cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất của FC mùa trước. Anh được định giá tới 1,5 triệu euro và có mùa giải 2021-2022 chơi tốt. Tuy vậy, người Pháp đến FC mùa hè năm 2020 theo dạng chuyển nhượng tự do từ câu lạc bộ hàng dưới Arachep. Ở tuổi 25, ngang với quang hải hiện tại, khi Dolopri cũng chỉ ký hợp đồng có 2 năm với câu lạc bộ của leader. Mùa hè này, tiền vệ có cái chân trái khéo léo được cho là rời Po FC để tìm bến đỗ mới tốt hơn sau giai đoạn gây ấn tượng hai mùa qua. Quang Hải hoàn toàn có thể đi theo con đường của Lopri. Samasa, thủ môn từng có kinh nghiệm chơi bóng ở Ligue 1 và Ligue 2, đánh giá cao cơ hội của Quang Hải khi gia nhập Po FC. Thưa quý vị, mở màn cuộc phỏng vấn với Dinh, Samasa phân tích rằng Quang Hải có thể hình thấp bé so với mặt bằng chung của bóng đá châu Âu. Tuy vậy, đây không phải là vấn đề lớn, đặc biệt là ở các giải đấu của Pháp. Chúng ta chứng kiến Marco Verratti chơi xuất sắc như thế nào tại Lyon và anh là một trong những cầu thủ hay nhất ở giải đấu hàng đầu nước Pháp. Vì thế Quang Hải không phải quá lo lắng. Theo Samasa, nhiều đội bóng ở Ligue cũng đề cao sức mạnh thể chất. Không ít cầu thủ có vóc dáng cao to xuất hiện tại đây. Ngược lại, một số câu lạc bộ dần chú trọng nhiều hơn vào việc xây dựng lối chơi. Họ muốn chơi đẹp hơn và thắng thuyết phục. Ligue cạnh tranh nhưng không phải không có cơ hội dành cho Quang Hải. Samasa nhận định gia nhập PFC là cơ hội tuyệt vời để Hải phát triển bản thân. Cựu cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội sẽ có được nhiều niềm vui chơi bóng ở một môi trường châu Âu. Thử thách là có, nhưng sự nghiệp của Hải chắc chắn sẽ đạt bước tiến mới. Năm ngoái, PFC chơi rất hay ở leader và kết thúc mùa giải với vị trí thứ 10 Trung cuộc. Mục tiêu của họ tái lập thành tích ở mùa giải mới. Dù vậy, mọi chuyện cũng không dễ dàng. Thủ thành sinh năm 90 cho hay. Thủ môn từng có kinh nghiệm chơi bóng ở hai giải đấu hàng đầu của Pháp khẳng định. Ligder ngày càng phát triển và mang tính cạnh tranh cao, Nhiều đội bóng có sự đầu tư và ngày càng mạnh hơn. Những cầu thủ giỏi liên tục xuất hiện và nhiều đội bóng sở hữu sơ vận động đầy áp khán giả. Vì thế, Ligder hiện tại là giải đấu rất đáng để chờ đợi. Trận mở màn gặp Wigan tại Ligder mùa 2022-2023 chắc chắn khó khăn. Họ là tập thể mạnh. Dù nhiều cầu thủ rời đi, Wigan vẫn là một đội bóng đáng gờm. Tôi có 13 năm chơi bóng cho Wigan. Họ có một sơ vận động rất đẹp và nhận được sự cổ vũ lớn từ người hâm mộ. Bầu không khí ở đây rất náo nhiệt. Samasa nói về cơ hội của Po FC trên quy cam. Lionel Messi từng nói Leicester là giải đấu thiên về sức mạnh, có sự căng thẳng và khó để tìm ra khoảng trống hơn so với La Liga. Và trước câu hỏi làm thế nào, một cầu thủ cao 1m68 có thể thích nghi với điều này. Samasa đơn giản giải thích, poFC FC chiêu mộ Quang Hải và họ biết làm thế nào để cậu ấy phát huy giá trị. Thông tin trên cũng đã khép lại chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.